trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 11 và 12 tháng 7 năm Quý Mão. Đại đức Thích Quảng Hiền, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo huyện Thăng Bình, cùng Ban hộ trì Tam Bảo, Đạo tràng Phật tử Chùa Pháp Nguyên, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, thành tâm tổ chức các pháp sự nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567. Ngày đầu tiên, Chư Tăng và Đạo tràng Phật tử thực hành các nghi lễ chiêu phan sơn thủy, cáo thành hoàng, hưng tác thượng đại tràng phan, thỉnh chư hương linh hội nhập trai đàn. Đúng 8 giờ, đại chúng trang nghiêm thành kính tác pháp cung thỉnh thượng tọa Thích Tịnh Châu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, đệ nhị sám chủ, cùng ban kinh sư hành lễ bạch Phật khai kinh, thỉnh Tam Bảo, thỉnh Tiêu Diện đại sĩ quan giáng đàn tràng chứng minh công đức, thỉnh linh đề vị, cung tiến chư hương linh. Buổi chiều sau lễ tuyên sớ kỳ siêu, đại đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban tăng sự Phật giáo huyện Thăng Bình, thăng tòa thuyết pháp độ linh khai thị cho bách tánh chư hương linh. Pháp sự hành đàn giải oan bạc độ, tiếp theo đó được thượng tọa Thích Tịnh Châu cùng ban kinh sư kết nối năng lượng từ tâm của toàn thể thân nhân chư hương linh, ngưỡng vọng chư thánh chúng hóa giải oan khiên, kết duyên cùng Phật pháp, tỏ ngộ đường lành. Ngày thứ hai sau các khóa lễ tụng kinh A Di Đà, cúng ngoại đàn và cung tiến chư hương linh, chùa Pháp Nguyên thành tâm thiết lễ trai duyên, dâng lên cúng dường hiện tiền chư tăng ni, nương nhờ oai lực thúc liễm thân tâm tăng trưởng giới định tuệ của chư tôn đức trong 3 tháng hạ, hồi hướng công đức cho mọi Phật sự, pháp sự được thành tựu như sở nguyện. Hòa thượng Thích Thiện Thành ban đạo từ tán thán tâm nguyện toàn thể tăng tín đồ chùa Pháp Nguyên đã noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, thành tâm hướng về Tam Bảo, thực hành nhiều pháp sự trọng đại, cầu chúc cho mọi sở nguyện nơi trú xứ Pháp Nguyên viên thành và tăng long phước huệ. Dịp này, chùa Pháp Nguyên kết hợp với câu lạc bộ từ thiện Hoa Vô Ưu do nữ tu Bi Nguyện tổ chức và hướng dẫn, đã tặng hơn 200 phần quà yêu thương đến bà con nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Sa. Cuối chương trình đại lễ, vào lúc 14 giờ 30 phút, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, đệ nhất sám chủ, đăng tòa cùng Hội đồng kinh sư hành pháp sự chẩn tế trừ âm linh cô hồn, cầu nguyện nơi pháp giới chư hương linh hữu duyên nương các hạnh lành thọ tài hưởng thực thích pháp văn kinh đồng siêu thăng thác hóa hộ trì cho quốc gia đạo pháp.